Đối với nhiều người, Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Nhưng trong mắt không ít người, siêu sao Bồ Đào Nha lại là một kẻ đáng ghét. Và sau đây cùng điểm qua những cầu thủ ghét Ronaldo vì những lý do khác nhau. Xavi. Ở giai đoạn trước, khi còn gắn bó với MU, tiền đạo sinh năm 1985 gây ra không ít scandal, tạo nên vô khối câu chuyện bên lề liên quan đến những cuộc thác loạn, cách vung tiền vô độ vào xe cộ hay là những mối tình với các chân dài. Chính lối sống đó khiến cho nhiều người luôn nhìn Ronaldo bằng con mắt thiếu thiện cảm, trong đó có Xavi của Barca. Tôi không cần cậu ta có mặt ở đây, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha nhấn mạnh. Tại Barca, chúng tôi không có chỗ cho dạng cầu thủ luôn là tâm điểm trên các tạp chí lá cải như thế. Chúng tôi là những lao động chăm chỉ, những vận động viên đúng nghĩa, còn cậu ta trên một phương diện nào đó thật bất trị. Xavi còn khẳng định thêm, Lionel Messi mới là cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay. Arturo Vidal. Trong màu áo Bayern, Vidal từng nhiều lần ê chề khi đối đầu với Real Madrid, trong đó có chiếc thẻ đỏ ở trận tứ kết Champions League mùa 2016-2017. Cựu tiền vệ của Bayern Munich không thể tham dự trận đấu bán kết lượt về với Real Madrid. Tuy nhiên, anh vẫn gây bão trên mạng xã hội khi đăng một bức ảnh xúc phạm Cristiano Ronaldo và gọi các cầu thủ Real Madrid là lũ chuột hèn nhát. Cụ thể, trước trận đấu, Bleacher Report đã đăng một bức ảnh khi so sánh Ronaldo với nhân vật Thanos và các cầu thủ của Bayern là các siêu anh hùng của nhóm Avengers. Vidal sau đó đã đăng lại bức ảnh này trên Instagram Story cá nhân, nhưng mà dùng biểu tượng hình cục phân và dán vào mặt của Ronaldo. Trước đó, tiền vệ của Chile cũng đã thể hiện sự khinh thường với Cristiano Ronaldo trước trận bán kết Confederation Cup, cúp các liên đoàn châu lục 2017. Phát biểu về đối thủ trước trận đấu, Vidal nhận xét, Ronaldo chỉ là một kẻ thích thể hiện, với tôi, cậu ta không tồn tại. Gerard Pique. Từng có thời gian cùng khoác áo Manchester United, Gerard Pique và Cristiano Ronaldo là trở thành kỳ phùng địch thủ không đội trời chung kể từ ngày tiền đạo người Bồ Đào Nha chuyển sang Real Madrid. Tháng 6 năm 2015, Gerard Pique đã gửi lời cảm ơn đến DJ Kevin Rondon, người được Cristiano Ronaldo mời đến trình diễn cho tiệc sinh nhật của mình, trong buổi ăn mừng cú ăn 3 của Barcelona. Ngụ ý của hậu vệ này là châm chọc việc siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn thỏa sức ăn chơi tiệc tùng sau khi kèn kèn trắng gục ngã trước Atletico Madrid với tỷ số 4-0. Tháng 5 năm 2016, trong buổi lễ rước cúp của Barcelona, trung vệ người Tây Ban Nha lại chế giễu Ronaldo khi liên tục nhại lại cụm từ Kama Kama, bình tĩnh, cùng với kiểu ăn mừng của cựu tiền đạo Real Madrid. Ngay cả khi CR7 đã tìm đường sang Italia để khoác áo Juventus, sự đối địch giữa hai cầu thủ này vẫn chưa hề chìm vào lãng quên. Trong một lần chia sẻ với báo chí, Pique đã bất ngờ nổi hứng khi mà lên tiếng chọc ngoáy người đồng nghiệp xoay quanh những vấn đề liên quan đến chuyên môn. Cụ thể, khi được hỏi về việc Ronaldo rời Real sang Juve và những ảnh hưởng của sự kiện trên đối với đội bóng hoàng gia, Pique đã trả lời, chẳng sao cả, họ vẫn được vận hành tốt. Sự ra đi của Ronaldo là điều rất quan trọng bởi nó giúp Real trở thành một tập thể, chứ không chỉ là một tập hợp vài ông sao như ngày xưa. Van Dijk. Năm 2019, Virgil van Dijk là ứng viên đăng ký cho danh hiệu quả bóng vàng châu Âu. Trung vệ người Hà Lan cùng với Liverpool giành chức vô địch Champions League bên cạnh ngôi Á quân ngoại hạng Anh với số điểm kỷ lục. Trong khi đó, đội của Messi và Ronaldo đều thất bại tệ hại ở Champions League. Trước lễ trao giải, một phóng viên cho Van Dijk biết chuyện là Ronaldo sẽ không đến tham dự và hỏi anh có cảm thấy được bớt đi một đối thủ không? Van Dijk thản nhiên đáp, ồ, thật sao, Ronaldo cũng được tính là đối thủ cơ à? Trong mắt Van Dijk, Messi mới là người giỏi nhất. Phát biểu sau khi lên ngôi vô địch Champions League, Van Dijk đã không tin là mình có cơ hội giành quả bóng vàng. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, anh ấy xứng đáng với danh hiệu này cho đến khi nào vẫn còn thi đấu. Vì vậy, quả bóng vàng rõ ràng là thứ tôi không nghĩ đến. Koke. Cristiano Ronaldo và Koke đã có một cuộc khẩu chiến dữ dội trong trận derby thành Madrid giữa Real Madrid và Atletico Madrid. Cụ thể, tiền vệ bên phía Atletico gọi siêu sao Bồ Đào Nha là kẻ đồng tính. Cũng không vừa gì, Ronaldo tỉnh bơ đáp trả, vâng, tôi là một người đồng tính, nhưng tôi giàu. Ibrahimovic. Ai cũng biết Ibrahimovic là fan cứng của Ronaldo béo, huyền thoại bóng đá Brazil. Ibra và Cristiano Ronaldo vốn không ưa gì nhau và đây là cơ hội để nhiều kẻ rỗi hơi bịa chuyện. Một trong những câu nói của Ibra bị làm giả, Ronaldo là một kẻ ăn may, anh ta luôn có vé ngồi hàng ghế đầu để xem Messi nẫn mất giải thưởng. Thực ra nhận xét của Ibra còn nặng nề hơn, chỉ có một Ronaldo đích thực và đó là Ronaldo béo. Thời điểm ra mắt Juventus, Cristiano Ronaldo cho biết anh chuyển tới Serie A để tìm kiếm thử thách mới với mục tiêu chinh phục chức vô địch Serie A và xa hơn nữa là giúp ba đồng nhà cạnh tranh ở UEFA Champions League. Ibra cười khẩy vào câu nói đó. Cristiano Ronaldo gia nhập đội bóng 7 lần liên tiếp vô địch Serie A, đó không phải là thử thách. Tôi không đánh giá cao thương vụ này. Khi bạn đến thi đấu cho câu lạc bộ hàng đầu thế giới thì chẳng có gì gọi là thử thách.
có lẽ còn phụ thuộc vào khái niệm thử thách. Đối với tôi, thử thách là gia nhập một câu lạc bộ và đưa họ tiến xa hơn. Gonzalo Higuain. Đội ám ảnh của Ronaldo về việc trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại đã khiến cho nhiều người buộc tội CR7 là kẻ ích kỷ. Đồng đội cũ của Ronaldo tại Real Madrid, tiền đạo Gonzalo Higuain cũng đang nằm trong số đó. Hai năm sau khi rời Real Madrid để đến Napoli, Higuain suy ngẫm về mối quan hệ của anh với Cristiano Ronaldo tại sân Santiago Bernabeu. Higuain không thể kiềm chế khi đưa ra lời chỉ trích dữ dội đối với Ronaldo. Cá tính của anh ta quá lớn, nếu bạn không nói Ronaldo là người giỏi nhất, anh ta sẽ không chơi với bạn. Ronaldo nghĩ mình là số 1, nhưng anh ta được đánh giá cao quá năng lực. Tôi được thi đấu cùng Messi, cậu ấy khác hẳn gã kia, Higuain chia sẻ. Mặc dù cùng nhau sát cánh 4 mùa giải, giành 4 danh hiệu, Higuain rõ ràng không ưa Ronaldo. Chân sút Argentina cũng có sự ích kỷ của một tay săn bàn, lại không phải là mẫu tiền đạo sẵn sàng phục vụ người khác như Benzema. Vì vậy, sự xuất hiện của CR7 khiến ảnh hưởng của Higuain giảm đi rất nhiều. Dani Alves là người trực tiếp đối đầu với CR7 trong mỗi trận siêu kinh điển El Clasico. Dani Alves và đồng nghiệp Bồ Đào Nha gây cho nhau rất nhiều sự khó chịu. Cựu hậu vệ Barca từng không ít lần gọi CR7 là kẻ ích kỷ hay là kẻ thích gây sự chú ý. Dani Alves cũng không thích thái độ thi đấu của Ronaldo. Khi CR7 thắng, mọi người đều nói về anh ta. Thế nên anh ta cũng nên học cách chấp nhận thua cuộc. Để đáp trả, Ronaldo công khai tuyên bố: "Tôi không chào đón Alves trong buổi gala quả bóng vàng 2015." Bạn nghĩ như thế nào về những cầu thủ không ưa Ronaldo và lý do của họ? Để lại bình luận ngay bên dưới nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.